bám pháo buổi chao nha mọi người. Buổi chao mà khi chưa có con đường bê tông như thế này thì trước đây buổi chao được biên đến là một vùng cao, một bản vùng cao, vùng sâu, vùng xa, không biết đến bao giờ thì mới có thể là có con đường đến, đó là ước mơ của bao người. Hôm nay thì chúng tôi trở lại vùng cao, đó là con đường đã đưa đến những bản làng bằng con đường bê tông rồi. Rất là nhiều suối treo đèo. Thế mà bây giờ nhờ có con đường và những cái cầu tràn này vào đây đã rừng ở Khởi Chao thì hiện nay có thể là rừng tái sinh rồi. Có rất là nhiều đoạn suối, thế mà ngày xưa mà chưa có đường, chưa có cầu thì cũng là những bà con ở dân bản đi xuống núi là rất vất vả. Chợ phiên thì phát huy tác dụng. Bây giờ thì quán xá cũng như là cái điều kiện đường, chúng tôi cứ qua rất nhiều suối nhưng mà mỗi bên lại có một cái dịch vụ ăn quán, nhà cửa. Nếu đi Khởi Chao từ nãy đến giờ tôi đếm phải đến 5 con suối rồi mà chưa hết Khởi Chao. Cây lúa ở đây. Đây là con suối thứ 6. Nếu mà mùa lũ thì đi Khởi Chao thì chúng ta cũng phải cân nhắc. Bởi vì những cái cầu tràn như thế này thì mùa lũ là nước rất là nhiều. Nguy hiểm, nhưng mà nếu như bình thường thì ta có thể đi được. Đi lên Khởi Chao mọi người nói là phải qua rất nhiều suối, đấy là một đặc trưng về với Khởi Chao. Thôi cứ đi, đi để biết mọi người ạ. Đây chín con suối rồi. Có lẽ là đặc sản ở Khởi Chao chính là qua suối. Khởi Chao lắm suối nhiều khe. Đúng là một bản vùng cao. Liên tục một đoạn đường chưa đầy một cây số nhưng mà khoảng độ hơn chục con suối và hơn chục cây cầu. Thank you.
nhiều người cũng phải phi cười vì tại sao Khuẩy Chao lại lắm cầu lắm đường như vậy. Vì đó là cái điều kiện tự nhiên, nó là đầu nguồn. Ở đây đây đây, hỏi bác này tí. Chúng ta gặp bác ở đây rồi. Chúng ta hỏi bác này một chút nha. Có người điên. Hạ, đấy, ngồi nhà sàn rất đẹp. Mà lại suối nữa rồi mọi người ơi. Khuẩy Chao thì có nhiều suối, nhiều trâu. Bao nhiêu con trâu là bằng đấy dòng suối. Mình vừa hỏi các bác ở đây tại sao lại gọi là Khuẩy Chao. Khuẩy ở đây thì rất là nhiều suối. Còn chao ấy thì theo tiếng Tày, chao tức là mày chảo. Mày chảo tức là cái cây nứa tép. Và ở đây thì từ ngày xưa đến giờ rồi toàn là những cây nứa tép. Thế cho nên là cũng gắn với địa danh, gắn với cây cối. Đó, chào bác nha. Đấy. Nên là đến Khuẩy Chao thì mình thấy mấy cái điều mà chỉ có ở Khuẩy Chao có. Đó là theo như người dân chia sẻ và chúng tôi cũng trực tiếp đi qua cung đường này. Đó là đến 20 bến suối và những cái cây cầu tràn. Nên là bây giờ chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình đây. Mọi người sẽ cùng chúng tôi đi thăm Khuẩy Chao. Khuẩy Chao của xã Bảo Linh nha. Rất nhiều trâu. Người chăn trâu vĩ đại nhất thế giới. Người chăn trâu vĩ đại nhất thế giới đã gặp. Con trâu ở Khuẩy Chao không biết tránh đường đâu mọi người ạ. Nhưng mà mình cũng có thể là đây là một cái trải nghiệm cho mình làm sao để ít khi có cơ hội được gặp các bạn trâu đi đường như thế này. Rồi, đã vượt qua các bạn trâu. Lại tiếp tục con suối. Theo như vừa nãy mình đến là cái thằng suối này ở khoảng nó là 16. Đây là 16. Để mà làm được con đường này từ đầu bản đến cuối bản, đây cũng chính là một chính sách quan tâm của Đảng và Nhà nước rất thiết thực đối với đồng bào vùng sâu vùng xa và đặc biệt là đối với bà con ở Khuẩy Chao. Đúng là cái đường đi, đường dân sinh cho những bản vùng sâu vùng xa là gặp rất nhiều khó khăn. Ở trên này toàn núi thôi mọi người ạ. Thiên nhiên ban tặng cái địa hình cho Khuẩy Chao như thế này cho nên phong cảnh của Khuẩy Chao rất là đẹp, môi trường thì vẫn được giữ gìn. Ở đây rất là sạch sẽ và con người thì ở đây cũng rất là thân thiện, mộc mạc. Gần như là có nhiều dân tộc anh em như là dân tộc Sảng Chay, dân tộc Giao, dân tộc Kinh và có cả dân tộc Mông nữa. Chúng tôi đến được một trong những cái điểm mà gần như xa nhất của Khuẩy Chao rồi thì chúng tôi vẫn muốn tiếp tục tìm hiểu và chinh phục những dòng suối còn lại. Suối lại trước mặt rồi mọi người ơi. Ướt hết chân. Nếu mọi người xác định đi Khuẩy Chao và đi khám phá Hồ Bảo Linh và đi theo hướng Hồ Bảo Linh thì mọi người tốt nhất là
nên trang bị cho mình dép quai, xăng đan. Chứ còn nếu mà mọi người đi giày là sẽ bị ướt hết đấy. Ủa, thật là thích. Thật sao lại nhiều cuối thế. Thiên nhiên ban tặng cho những nơi này có thì nơi khác không có, nơi khác có thì nơi này lại không có. Thật là công bằng. Thỏa sức với việc lội suối, nếu có thời gian chúng ta chỉ cần lội qua hơn 20 dòng suối này, 20 cây cầu tràn này thì chúng ta đã có thể rất là mát mẻ cho những ngày hè nắng nóng. Này nhá, đời sống của bà con rất được nâng cao nhá. Nhà xây này. Mật độ người dân thì thưa thớt. Người dân thì chắc là ít cho nên không sống thành từng làng từng bản. À, hoặc là có thể phải đến trung tâm của Phổ Trang. Thôn Phổ Trang, trung tâm của Phổ Trang. Đồi bên cạnh đường đi và hai bên đường chủ yếu là bà con đã trồng cây kinh tế rồi, đó là cây keo. Chúng ta phải dừng xuống đây để giải lao và được trải nghiệm lội suối. Khởi sao thật là đẹp. Tôi không muốn bỏ qua cơ hội này, không biết là rượu bến bao nhiêu và dòng suối bao nhiêu. Tôi rất thích lội suối và ghi lại những cái hình ảnh đẹp để cho mọi người được trải nghiệm và khám phá một cầu tràn. Đây ạ, những cầu tràn thì những cái dòng nước chảy xuống như thế này, như là những tấm rèm vậy. Đây nhé mọi người ơi, đây là một trong hơn 20 bến suối giữa bản Khởi Trao. Và có một đặc trưng khi mà lội suối ở miền núi thì các bạn lưu ý là đi qua những cái triền rừng như thế này thì chúng ta phải tránh những con suối, hoặc chúng ta phải xem thời tiết, hoặc chúng ta cũng phải tính toán thời gian sinh hoạt đi lại như thế nào cho hợp lý. Tại vì ở miền núi ấy, thì khi mà có những cơn mưa bão, mưa lốc gì thì nó sẽ xảy ra lũ ống và sạt lở đất, và ít khi mà có lũ lụt. Do vậy là những cái con suối mà đi qua như thế này ấy thì chúng ta phải đề phòng đó là lũ ống. Cho nên là cái phương tiện khi có khi là chúng ta đi thì nó lại rất yên bình, nhưng khi trở về thì trong gặp được cái trận lũ ống thì chúng ta sẽ rất nguy hiểm đấy ạ.
Thank you.